Xin chào cả nhà, thì hôm nay là kênh Hưng Phú Vlog sẽ giới thiệu cho cả nhà một món lẩu nha. Món lẩu này ngon lắm, được rất là nhiều người yêu thích. Thì mọi người xem lại đó là món lẩu gì nha. Mọi người đã nhìn ra mình đang ăn món gì chưa? Là con tráng nướng. Con tráng nướng than phòng. Lâu rồi mới ăn cái bếp này. Để mình chưa nén nướng đi em. Chứ đây ăn hết hả? Chờ chi nhìn vô cái chén này chứ biết. Chén nhìn vô biến là biết liền ăn gì liền. Và món chính đã xuất hiện. Đây là lẩu bò nha cả nhà. Nhìn thấy cực kỳ ngon luôn, nấu bằng nồi đất và dưới là bếp than. Ăn món không? Rồi lấy rau bỏ vô. Từ trên cái anh khoe thịt quá trời luôn rồi. Cái lẩu nhỏ. Cái lẩu nhỏ đó, mình chưa có lẩu to ăn sao. Quá trời luôn. Đầy ụ. Ngon đấy. Giờ em sẽ bỏ ok không? Bên ngoài đang chạy mưa mà giờ quất cái lẩu này cái là ấm người luôn nha. Nó đâu tét hoài vậy trời. Nhìn nè, anh nhìn nè, người ấm tao đang lạnh thôi môn rồi. Nó ăn lẩu bò thích, nó ăn cục thôi nha. Thầy lắm rồi. Ok, hai người ăn lắm rồi. Rồi gấp mì ra đi, gấp mì ra. Rồi gấp mì ra, hỏi đi, hỏi đi, mì ra. Trời đang mưa. Ăn nhớ quê quá. Rồi, ok. Chén nát của em. Dạ em mời chị. Rồi tắt. Wow. Uống cái tồi lên nha. Nó khói lên nhìn đẹp. Em ngon. Mấy cái gân bò nó giòn lắm đó. Ôi cục khoai môn người từ để cho mềm, thịt mềm mới ngon. Mềm rồi. Không lửa mất mệt à. Dạ. Dạ em cảm ơn. Ôi chị thấy hết nước, chị cho nước. Ngon quá. Đa tạ chị. Cũng lên. Rồi bốc khói luôn. Đây là dĩa rau. Rau xanh tươi quá.
nhớ bữa đi ăn lẩu gà lé đâu mà rau heo queo chán chịu. Thôi được rồi, người đàn ông của năm 10 điểm. Mấy gạo thôi mà làm gì ghê vậy? Vậy thôi 2 điểm. Trời ngon ơi. Trời. Cái tay hưởng mập kít luôn á. Thôi. Ok. Rồi ăn coi. Ngon nha quý vị. Ai ở gần đây tới ăn nha. Ngon. Thật bom đi. Mình. Em nữa. Em tắt được chưa? Thôi nữa đi. Hỏi ăn. Thôi mình cũng ăn nha các bạn. Cho rau má vô tươi rói luôn. Rau má Mỹ. Rất là tươi nha, mình quay rất là gần luôn nha. Cộng này cũng mấy nó to quá trời con. Má trời mưa luôn. Ngon quá. À, chất lượng. Rất là chất lượng. Rồi ok. Ok. Không giỏi quá. À quá chất lượng. Em miếng xíu nữa thôi. Dạ. Ăn hết uổng. Dạ. Cảm ơn. Wow. Ok, ngon. Rồi. Rồi ok. Chấm cho nó thiệt là nhiều cái chao vào đó. Trời ơi, cao lên đây cũng rớt mà. Cái cục thịt đi. Đúng rồi. Chấm ai đúng rồi, đúng rồi. Chấm nhiều vô. Kéo lên. Không kéo bên đầu bên này, quay bên đây mà anh kéo đầu bên đó. Không không á. Cái gì ba? Chấm hai ba thứ vậy. Rồi chấm vô đây. Rồi ok. Thêm gì nữa không? Miếng sách bò, miếng gì đi. Rồi ok, lấy ra bỏ miệng. Bỏ chén này nóng lắm. Ủa gì cục đó mới ngon đó. Rồi ok. Được rồi. Tàu lửa thì không quay.